Vâng, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Cái video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi cái bộ môn bầu cua, là cả bộ môn tài xỉu đều được nha. Đó, chơi cái sản phẩm này cũng rất là đơn giản thôi. Chơi cũng rất là đơn giản. Là mình chỉ cần luồn cái nắp của mình vào xong chơi là mình có thể chơi được. Mình có thể mình luồn nắp vào. Anh em chơi bầu cua thì mình luồn cái thùng bầu cua. Rồi chơi tài xỉu thì dùng cái nắp này, nắp tài xỉu này nắp này, nắp thì chỗ nói chung là cái đồ mà lắc ở phía trên đó, thì anh em chơi cái sản phẩm nào á thì cứ đem qua cơ sở tôi sẽ làm theo cầu nha. Đó, nói như vậy là anh em biết về hôm nay tôi giới thiệu về cái sản phẩm đó gì rồi đúng không? Đây thì xin giới thiệu đây là những cái nắp camera, tôi được độ chế gắn camera vào trong này cho anh em rồi. Chơi cái sản phẩm này á, thì rất là kín đáo và an toàn, cái đây cái mẫu mới nên đó là nó rất là đẹp này, thấy không? Không có mắc như hồi xưa đâu. Và không có cái bất kỳ cái lỗ nào hết, anh em có thể đựng nước hay này kia, múc đông gạo đông muối gì đó thoải mái, không sợ hư nha. Còn cái loại hồi xưa thì nó rất là dễ hư. Đây có cái nắp này, có cái hồi xưa này, đây nó có cái lỗ này đúng không? Cái lỗ nói chung là như sợi tóc thôi à, nhưng mà nó có cái lỗ đổ nước vào thì nó sẽ bị chảy vào. Còn cái loại này thì không có lỗ gì hết á, nên đó là anh em chơi sẽ rất yên tâm và kín đáo nha anh em ha. Cái thời lượng chơi của cái loại này á, thì sử dụng cái công nghệ mới nên nó rất là tiết kiệm pin và rất là nhẹ này, nên đó là anh em đứng chơi thoải mái trong vòng 3-4 tiếng gì đó, thoải mái với cái loại này nha. Còn anh em muốn chơi lâu hơn á thì vẫn được. Đó, thông thường càng nhẹ thì nó càng thời lượng chơi nó càng ít, còn anh em muốn chơi càng lâu thì tất nhiên nó nặng hơn một tí ha, tại thêm pin vào thôi. Đó thì khi nào anh em có nhu cầu mua á, sử dụng á, thì cứ liên hệ thì anh em sẽ được nhân viên tư vấn kỹ hơn về cái khoản đó. Và cái clip này thì tôi giới thiệu cái nắp này là cơ sở tôi đã làm xong rồi này, hoàn chỉnh rồi này. Đó, test thử sơ qua cho anh em xem nha. Cái loại này thì chơi đây tôi giới thiệu đây là phổ thông, nên đó là mình một cái lắc ở trong sòng á, cái màn hình này đi kèm này, sạc này, cái đó thì đứng quanh quanh nó tầm 5-7 mét á là vẫn xem được. Còn những anh em nào muốn chơi cái khoảng cách nó xa hơn á, 5-7 cây số gì đó, thì cái đó thì gọi là cái loại báo từ xa luôn, bên cơ sở tôi vẫn có làm. Hôm nay tôi giới thiệu ra cái loại phổ thông nhất là mình chỉ cần đưa cái nắp này vào là cầm màn hình trắng đen mình xem. Cái màn hình trắng đen mẫu mới này thì nó bự hơn hồi xưa nha. Hồi xưa thì nó nhỏ, hồi xưa nó có bé tí à, này bé nhỏ này tí à, đây là 1208 này. Đó, những cái mẫu này thì mẫu cũ rồi, coi là đây mẫu mới này nó bự nên nó là rất là dễ nhìn nha. Và cái dòng nắp sạc này á, cái nắp camera này á, thì sử dụng cái công nghệ sạc không dây, nó không có giống như hồi xưa nó dùng sạc kim nha, dùng công nghệ sạc không dây nên nó là nó không có bất kỳ cái lỗ nào trên cái nắp này. Mình chỉ cần lúc mà sạc á, thì cần để ra đây là sạc này ha, mình thấy không? Bình thường thì nó sẽ màu xanh nha, khi nào để lên thì chuyển màu đỏ. Màu đỏ thì mình sẽ sử dụng được khi mà đầy. Và khi mà mình chú ý á, ở đây là khi nào mà mình dùng á, thì mình úp xuống mình chơi. Còn khi mà mình sạc hay là mình bảo quản á, thì mình để ngửa lên thì cái mạch nó không chạy. Nên nó là không phải lo về cái khoản đó. Giới thiệu sơ qua như vậy là khi nào anh em có nhu cầu thì sẽ có nhân viên tư vấn kỹ cho anh em à, không phải vấn đề đó đâu. Còn giờ tôi sẽ test thử sơ qua cho anh em vài cây có độ chuẩn xác như thế nào. Đó, độ chuẩn xác thì anh em không phải lo rồi, có thừa, tại vì là mình nhìn thấy mà làm sao mình em thua được đúng không? Nhìn thấy mà sao mà chặt cái đâu được không? Này để xuống này, nhìn này, đó, thấy không? 1 3 đây là gì à? 3 4 5 này, 3 4 5 là quýnh gì ta? 3 4 5 quýnh tài đúng không? 3 4 5 hướng tài đấy, ok luôn nè. 12 nút tài đó, lắc mình là kia nhìn thấy đó mà làm sao mà chặt được đúng không? Nè đó, 5 5 5 6 3 này, 5 6 3 là quýnh tài tiếp đúng không anh em? 14 đó, mình nhìn thấy mình có những chỗ quýnh cho quýnh mặt luôn, quýnh như quýnh bột cua á, thì còn ăn nữa đúng không? Mình nhìn thấy mà làm chặt đâu được đó. Nhưng mà trong quá trình mình chơi tất nhiên mình phải khôn khéo nha. Cây này cây kia. 233 này, 233 quýnh xỉu. Xỉu này. Cái nhìn thấy rồi sao chặt được ha. Mình khi mà mình chơi cái sản phẩm này á, thì rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần đưa cái nắp này vào là mình chơi được à. Hộp nào cũng được, đĩa nào cũng được là nên chơi được rồi. Đó, cái khoảng cách kết nối của cái màn hình và cái này á, thì quanh quanh 5-7 mét nha. Là nên xem được. Còn trong quá trình mình ví dụ như là mình dùng sử dụng á, thì tất nhiên tôi sẽ tặng kèm cho anh em là một cái bộ bấm rung nha. Có nghĩa là ở ngoài á, anh em ở ngoài thì anh em xem đúng không? và nhìn thấy và báo cho mình qua ở trong á, thì nếu mà dùng tai nghe cũng được, hay là muốn qua thiết bị bấm rung thì cũng được. Bấm thì nó trong nó rung, thì để mình ký hiệu với nhau, mình chơi cho nó ok thôi. Ví dụ như một rung là tài, hai rung là xỉu đó, thì khi nào mà mình chơi thì xi nhan với nhau thôi, không vấn đề cái khoản đó nha. Đó. Cái sản phẩm nắp này thì rất ok luôn. Chỗ anh em chơi cái nắp nào thì có thể mang qua làm theo cầu nha anh em. Ví dụ nắp đây là nắp có dạng nắp cống này, đây nắp cống Kiến Thành này, Kiến Thành này. Đó. Bây giờ thì anh em để ý này, thấy nó không có cái hai da như hồi xưa, bây giờ là một da hết nên rất là mỏng, rất là nhẹ, nên là anh em sẽ chơi rất là kín đáo nha. Chứ loại hồi xưa thì nó hai da, hai lớp này nó da rất là dày và anh em cày nhẹ cái là nó bung ra. Còn bây giờ thì đố anh em cậy ra luôn á. Cái gì đâu mà cậy, có một lớp mà sao cậy được, đúng không? Đó, thấy không? Như thế này thì làm sao mà lộ liễu như đây được ha, rất là kín đáo nha anh em. Rất ok luôn. Nó để đó là sạc này, nó xuống là không sạc này. Đó, thấy không? Thấy không? Rất là thoải mái và rất là ok ở đây. Cầm rất là nhẹ và chắc tay nữa. Rồi anh em mà có nhu cầu quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha. 079 791 43. Tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ cho anh em về cái vấn đề này nha. Rồi mọi người, xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha.